Hi, xin chào tất cả các bạn ơi, trở lại video tiếp theo mà nha. Thì hôm nay mình sẽ làm theo một cái chủ đề 2 năm trước mình đã làm. Thì mình sẽ nướng chiên xúc xích và trứng trên cái lon bia, một cái lon như thế này. Thì hiện đại hơn 2 năm trước là nến. Thì 2 năm nay mình sẽ là xài cồn nha. Đây thì vẫn là trứng và vẫn là xúc xích. Đây là tương ớt. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một tí là mình sẽ uống bia. Thì đây là bia Niken nên là nó khá là nhẹ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đập trứng, đốt lửa lên và sau đó thưởng thức nha. À, video 2 năm trước thì các bạn cứ lên xem lại nha. Thì nó cũng là một kỷ niệm nhưng mà lúc đấy cái mặt nó hơi bị mắc cười một xí thôi. Bây giờ mình sẽ quay ở đây, mình cứ đặt cái GoPro này. Từ từ, đập trứng đã. Em ngon chim quá rồi. Mà để đây là thấy hết. Giờ mình sẽ đập ba quả trứng này nha. Nhi biết đập trứng không? Nhi đập là đúng. Ấy là rồi. Trứng gà. Ok, được rồi, được rồi. Rồi, dao vô. Xí xí cái bếp vô không nữa. Còn nó lại rồi. Ok, lên lửa. Chút đợi em xíu chứ. Ê, nó bị sao đấy? Gió quá. Đấy. Đấy. Rồi. Giờ bỏ vô trước. Từ cho nóng đã. Xúc xích này. Cui đi. Mở mang lên Jin. Mở. Ôi, nó chảy ra ngoài sao á. Không. Rồi. Giờ đẩy này vô nguy hiểm quá. Ui, nó đổ dâu kìa. Ui. Chưa đổ. Nè, đổ đây nè. Bà rồi, chết bà. Chết bà rồi. Đổ đi. Kể đi. Để đấy. Chết. Từ. Thôi. Ê. Ơ, nó chảy bàn. Đi mà bê. Ở chứ. Trong ra. Đi thổi. Em đâu chứ là nến. Trời ơi. Ôi, càng thổi càng lên. Rồi sao giờ? Ừ, đấy. Đấy, có cái mực nhiệt cho ra. Nó quên mất đĩa. Ăn luôn. Ăn luôn. Ờ. Được bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đi ăn. À, Duy muốn bỏ đĩa xong rồi ngồi lúc sau nhâm nhi đúng không? Ờ, được. Nhớ biết gì chưa? Kinh khủng quá. Đây. Sắp lên cồn. Má ngon đấy. Ngon. Má nó thơm. Thơm tho cơm phong. Có cây chặt vô xong rút cổ vô. Ui. Ui ra. Ui nhiều nước lọc vậy. Rồi vô. Rồi. Sai đúng không? Không sai đâu. Thật không ơi? À, tùy Jin nghĩ là tùy từng người á. Jin phải uống để Jin biết rồi Jin uống bao nhiêu lon là Jin sai hiểu không? Mình quay bằng GoPro hơi tối các bạn không cả nha. Thì mình vừa đi mua thêm cồn với lại bột xúc xích. Thêm hai quả trứng gà, hồi nãy là trứng vịt. Giờ là trứng gà nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Này. Đây.
Đây còn 79 chín chín. Đổ vào. Chín đổ dâu ra đó. Ừ, các bạn thì sau khoảng hơn 2 tiếng thì bọn mình cũng đã hoàn thành bao nhiêu quả trứng ra? 7 quả trứng và 2 bịch xúc xích là 10 cái xúc xích. Đây, thì đây là 7 quả trứng, là 4 quả trứng vịt và 3 quả trứng gà nhỏ. 10 cái xúc xích. Thực ra là chỉ có 9 cây thôi bởi vì em bé em ăn rồi. Một ít tai heo hồi nãy cũng nhiều đó các bạn, nhưng mà em bé em cũng ăn mất rồi. Đây là 2 ly bia hồi từ chiều giờ nó tan hết đá rồi các bạn ạ. Đấy, mình sẽ chơi một lon bia đi kem này thôi nha. Bây giờ thì thưởng thức thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xin múc ban trước nha. Mình sẽ ăn miếng xúc xích. Đây, thưởng thức nha. Mời các bạn. Một miếng trứng. Ngon quá, xin thử thêm. Xin thử thêm. Thử thêm nha. Miếng tai heo. Tai heo này mẹ mình làm hồi Tết. Bây giờ vẫn ở trong thời gian nghỉ Tết nha các bạn. Ok, thằng em mà nó múc mẹ. Tôi đừng múc mẹ mặt nhìn. Tôi đeo nó vô. Thôi đừng quay mặt nhìn. Ê, nhìn cho tiếng giòn thôi, kịp vô, kịp vô. Thấy không? Không thấy. Đây, xúc xích và trứng. Ngon. Yeah. Mẹ ơi, anh nói luôn.
Nè em, cảm ơn chưa? Cảm ơn chưa? Cảm ơn. Cảm ơn ai? Chào đi. Chào mọi người đi. Nhớ nhìn chỗ kia. Đấy, thấy mình ở trong đó không? Thấy con mèo trong đó không? Đấy, con mèo nè, nhìn nè. Đấy, con này đó. Con mèo trong ảnh đó. Sao? Sợ gì?